Vâng, thưa quý vị, đó là hình ảnh của Yamaha Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Nói tới Yamaha là nói tới thiết kế đậm chất thể thao. Và trên chiếc xe Yamaha Sirius mới này, chúng tôi mang tới nhiều pha cách với một định nghĩa thiết kế Modern Sporty, tức là thể thao hiện đại. Một chiếc xe được thiết kế mang hơi thở của cuộc sống hiện đại và vẫn giữ được cá tính thể thao mạnh mẽ của Yamaha. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn những đường nét thiết kế mới của Sirius FI 2021. Thiết kế mới thể thao hướng tới sự gọn gàng, thanh lịch, loại bỏ các chi tiết rườm rà. Đây cũng chính là đặc trưng thiết kế của các dòng xe Yamaha thể thao trên thị trường, giúp chiếc xe Sirius mới khoác lên mình chiếc áo cá tính và năng động. Định hướng thiết kế theo hơi thở hiện đại của cuộc sống ngày nay là một trong những trọng tâm thiết kế của các kỹ sư Yamaha áp dụng trên Sirius FI 2021. Đấy là sự trau chuốt, tỉ mỉ nhưng không hề cầu kỳ rườm rà. Đầu tiên là về mặt trước của xe Sirius FI 2021, được thiết kế lại hoàn toàn mới. Từ đầu đèn xe được trang bị đèn halogen với hai cạnh đèn đối xứng kéo sang hai bên, tạo nên nét phá cách và thể thao. Đèn xi nhan cũng đã được thiết kế lại. Ở phiên bản Sirius trước, cụm đèn xi nhan được đặt trong vòng Baron mặt nạ, nhưng ở Sirius FI 2021 lần này, xi nhan được kéo ra bên ngoài đường Parabol, tạo nên sự liên lạc và cân đối với hai góc đèn pha cốt trên đầu xe. Toàn bộ thiết kế đèn trước mang đến ấn tượng về một khuôn mặt đẹp và cân đối và cá tính cho Sirius FI 2021. Thưa tất cả quý vị, phần thân xe, toàn bộ phần yếm, phần để chân, phần dàn áo ôm theo thân xe kéo dài tới cụm đèn sau đã được thiết kế lại. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Sirius 2021 có một thân hình cân đối hoàn hảo. Từ phần yếm 3 tầng được thiết kế tinh tế giúp cho người lái có không gian để chân rộng rãi hơn so với đời cũ, từ 2,7cm tới 4,5cm. Yên xe thiết kế mới với phần mỏm yên phía trước được điều chỉnh để người lái chống chân thoải mái. Phần yên sau cũng được thiết kế lại hẹp hơn 0,5cm và dài hơn 1cm, mang lại cảm giác ngồi thoải mái cho người phía sau cũng như tạo sự gọn gàng cho thân xe. Tay xách xe được điều chỉnh lại để có thể dễ dàng cầm nắm, tạo sự vững vàng cho người ngồi phía sau. Dàn áo theo thân xe được thiết kế theo những đường cắt vừa cân đối vừa sắc sảo. Chỗ gác chân sau thay vì thiết kế song song như phiên bản Sirius FI đời cũ, phiên bản mới lần này, gác chân sau đã được thiết kế hướng lên phía trên với những đường vuốt theo thân xe tạo cảm giác thể thao. Nhìn toàn diện, phần thân xe của Sirius FI 2021 vừa cân đối, gọn gàng, vừa mang những nét cá tính thể thao, đem lại cảm giác tự tin cho người lái. Cụm đồng hồ của Sirius FI 2021 cũng được thiết kế lại mang tới sự hiện đại, cao cấp. Nút bật tắt đèn đã được lược bỏ, cốp xe của Sirius FI rộng 9,2 lít vừa cho một chiếc áo mưa và một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu. Trọng lượng xe 98kg và dung tích bình xăng 4 lít. Dàn chân của Sirius FI đã được trang bị như phiên bản hiện đại với phục ống lồng phía trước, phục lò xo phía sau. Có hai phiên bản vành đúc và vành nan hoa đi kèm với phanh tăng trống và phanh đĩa. Sirius FI sử dụng động cơ 2 van SOSC 4 thì làm mát bằng không khí, xi lanh đơn với dung tích 114cc phun xăng điện tử, tỷ số nén 9,3:1. Động cơ đạt công suất tối đa 6,4 kW tại vòng tua 7.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 9,5 Nm tại vòng tua 5.500 vòng trên phút. Ngoài ra, dòng Sirius FI 2021 vẫn giữ lại những tính năng nổi bật của người tiền nhiệm. Chúng ta có thể để đến piston đúc nhiệt nhẹ, hạn chế rung động, trục cam dạng vòng bi, ống cổ xi lanh có các gai đúc nhỏ mang lại hiệu suất tản nhiệt tối đa, cần đạp số dạng tiến lùi 4 số, dễ sử dụng, ống bô giảm tiếng ồn, khung xe nhẹ và cân bằng. Sirius FI 2021 có hai phiên bản, Sirius FI RC vành đúc gồm các màu trắng đen, đen, đỏ đen và đen cam. Sirius FI vành nan hoa, phanh đĩa hoặc phanh cơ gồm các màu đen xám, đỏ đen, trắng bạc và xám đen. Và sau đây là một phần rất được quan tâm của tất cả quý vị, đấy là giá đề xuất của Sirius FI 2021 và thời gian giao hàng. Xin mời tất cả quý vị hướng mắt lên màn hình. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến màn ra mắt tuyệt vời của mẫu xe Sirius FI hoàn toàn mới 2021. Một mẫu xe có thể nói là huyền thoại của Yamamoto tại Việt Nam, với hơn 20 năm lịch sử nổi tiếng vì sự bền bỉ, tiết kiệm nhưng không kém phần thể thao và mạnh mẽ.